Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, được rời mắt vào màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Đẹp mặt, sự thật ngã ngửa về chiếc đùi heo có giá 100 triệu của nhà thiết kế Thái Công. Chiêu trò truyền thông thổi giá đã sáng tỏ, liệu dân tình có đang bị rót mật vào tai? Thưa quý vị, thời gian qua, nhà thiết kế Thái Công đã khiến dân tình trầm trồ bởi những món đồ đôi khi đắt đến vô lý, ví dụ như là dụng cụ ăn trứng vịt lộn giá 50 triệu, cây cọ bồn cầu tới 8 triệu đồng, chiếc đèn bàn giá 1 tỷ, cao hơn cả một căn nhà. Nó không chỉ khiến dân tình xôn xao tranh cãi, mà còn kéo theo rất nhiều nhà sáng tạo nội dung đua theo để làm video nhái lại, khiến cho tên tuổi của Thái Công càng nổi bật hơn hẳn. Mới đây thì nhà thiết kế này còn gây ấn tượng với dư luận khi mở gian hàng TikTok Shop để bán những món đồ rẻ tiền không phải theo tiêu chí của ông, như là chiếc túi vải chỉ có 99k, thế nhưng có chữ ký của Thái Công, khoe đồ tiền tỷ thế nhưng lại bán đồ vài trăm nghìn, quả là một chiến thuật tinh vi của người đàn ông 50 tuổi này. Đáng nói, nhà thiết kế Thái Công lại tiếp tục chiêu bài quen thuộc khi khoe cách thưởng thức một chiếc đùi heo có giá tới 112 triệu đồng được nhập khẩu. Không chỉ có Thái Công mà có một người đàn ông khác khá nổi tiếng là sát Phạm Thanh Hưng của chương trình Sắc Tanh cũng review chiếc đùi độc đáo bậc nhất thế giới này. Vậy đùi heo cả 100 triệu có gì đặc biệt và sự thật của nó như thế nào? Có thực sự là món ăn xa xỉ của những người siêu giàu hay chỉ là sự thổi phồng giá trị? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trong vòng vài tuần trở lại đây, trên mạng xã hội TikTok, YouTube, Facebook rồi cả các diễn đàn trang web chia sẻ rộng rãi chiếc đùi heo muối quý tộc có giá là 4.500 đô la một cái, tương đương với khoảng 112 triệu đô la. Người review ăn thử các món ăn đắt đỏ này dĩ nhiên là nhà thiết kế sặc mùi tiền Thái Công. Chưa hết, sắc Phạm Thanh Hưng cũng theo trend, khoe một chiếc đùi tương tự. Ông nói rằng có tiền cũng chưa chắc mua được bởi nó sản xuất với số lượng khá hạn chế, chỉ vào khoảng 499 chiếc trên toàn thế giới. Vì cá mập của Sắc Tanh chia sẻ, mình đã phải tranh cướp với hàng đống giới lắm tiền nhiều của mới có thể đưa một chiếc đùi heo ướp muối từ Tây Ban Nha về Việt Nam. Theo mô tả của Sắc Hưng thì chiếc đùi Espana có khối lượng khoảng 8 kg, có nghĩa rằng giá của nó sẽ là 14 triệu đồng trên 1 kg. Mức này không khỏi khiến người xem suýt xoa vì giá của các loại đùi heo muối Iberico có thể dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là chất lượng, tuổi của đùi heo khi muối, thời gian cũng như là phương pháp ủ và phân loại. Đùi heo muối Espana được làm từ thịt heo đen Iberico 100% thuần chủng, một loại thịt heo nổi tiếng với hương vị thơm ngon đậm đà khó quên. Thớ thịt mềm mịn, tỷ lệ mỡ xen kẽ hoàn hảo được treo ủ muối tự nhiên trong hầm trên 5 năm. Khi thưởng thức cảm nhận được vị béo ngậy của thịt heo, vị mặn rất vừa phải của muối, vị ngọt dịu của đường và vị thơm của thảo mộc. Đối với Sắc Hưng, hương vị đó là tinh túy ẩm thực, thấm đẫm bản sắc văn hóa của Tây Ban Nha. Đùi heo được thái lát mỏng trước khi thưởng thức. Vị cá mập này còn rắc thêm vàng lá lên khi thưởng thức loại thịt heo muối này, sẽ cảm nhận được vị béo ngậy của thịt heo, vị mặn vừa phải của muối, vị ngọt dịu của đường và vị thơm của thảo mộc. Thế nhưng, Sắc Hưng cũng không phải là người Việt Nam đầu tiên livestream giới thiệu món ăn độc đáo và đắt đỏ này, mà đó chính là Thái Công huyền thoại của chúng ta. Thậm chí anh còn đưa nó vào giỏ hàng của mình trên kênh TikTok Shop. Theo chia sẻ của nhà thiết kế này, phương pháp chế biến của chiếc đùi heo khá là cầu kỳ. Những con heo Iberico có màu đen gần như heo mọi, thế nhưng kích thước lớn hơn, chúng không phải được nuôi hoàn toàn trong chuồng mà có thời gian thả ra vùng hoang dã. Ngay từ nhỏ, giống heo này đã được cho ăn lúa mạch. Sau từ 1 đến 3 năm, cân nặng tiêu chuẩn trước khi làm thịt của mỗi con là vào khoảng 160 kg. Phần đùi chính là phần giá trị cao nhất và được chăm chút nhất. Phần đùi heo này sẽ được ướp với muối biển trong vòng 1 tuần hoặc là 10 ngày theo quy tắc chung. Cứ 1 kg thịt đùi thì sẽ được ướp muối 1 ngày trong phòng, duy trì nhiệt độ từ 0 đến 3 độ C, độ ẩm từ 85 đến 95 độ C. Những chiếc đùi heo sau khi ướp muối sẽ trải qua giai đoạn nghỉ ngơi sấy khô trước khi chuyển sang ủ trong hầm. Đùi heo muối Iberico sẽ được treo trên dây trong các hầm chứa tự nhiên mang tên là bodegas trong khoảng thời gian từ 2 năm trở lên. Nhiệt độ trong hầm luôn được duy trì ở mức từ 10 đến 20 độ C với độ ẩm tương đối là 60 đến 80%. Thông thường đùi heo muối sẽ mất ít nhất là 2 năm để đạt được hương vị đỉnh cao, loại Espana mà Thái Công và Sắc Hưng ăn này phải mất đến 5 năm. Ăn là chuyện của người thường, còn thưởng thức là chuyện của người quý tộc. Bởi thế cho nên là đùi heo Iberico cao cấp được bán kèm với bộ dụng cụ khá cầu kỳ, riêng chiếc đùi đứng trong một hộp gỗ sồi lớn đi kèm với nó là bộ phụ kiện 3 dao dùng chuyên để mà cắt thịt heo. Thông thường thì người thưởng thức sẽ làm một lát mỏng rồi cho vào miệng, cảm nhận gia vị và thớ thịt tan dần trong lưỡi. Sắc Hưng thông báo trong Tết Giáp Thìn này tại Việt Nam chỉ có 10 cái, tuy nhiên thì ông đã mở bán 5 chiếc trên livestream và hết hàng nhanh chóng. Khách hàng không được tiết lộ, thế nhưng dĩ nhiên là thuộc giới thượng lưu rồi. Nóng, sập bẫy đổi tiền lẻ trong dịp cuối năm, nhiều người bị lừa mất trắng hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, càng đến gần Tết Nguyên đán thì dịch vụ đổi tiền lẻ càng sôi động trên chợ mạng. Dù được coi là hành vi trái pháp luật và đã có nghị định xử phạt
Thế nhưng bất chấp lệnh cấm, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên giao đổi tiền lẻ trên mạng để kiếm lời. Tràn lan hội nhóm đổi tiền lẻ, nếu như trước đây cứ gần Tết, hàng loạt các quầy đổi tiền lẻ, tiền mới xuất hiện ở các khu vực đền chùa, miếu mạo thì vài năm trở lại đây, dịch vụ đổi tiền lẻ rút vào hoạt động bí mật trên các hội nhóm kín mở trên mạng xã hội. Quả thật, trên các hội nhóm dịch vụ này khá sôi động, khách hàng có thể đổi bao nhiêu tùy thích, mệnh giá nào cũng có. Bên cạnh những lời mời chào hấp dẫn như phí đổi thấp, cam kết tiền thật, tiền nguyên series, mức chênh lệch cạnh tranh, các chủ tài khoản còn sẵn sàng giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận tiền. Việc thỏa thuận giá chênh lệch, mệnh giá tiền cần đổi, số lượng, địa chỉ giao nhận được trao đổi qua tin nhắn riêng. Theo tìm hiểu của phóng viên, phí đổi tiền mới tùy theo mệnh giá, càng nhỏ thì phí càng cao. Tuy nhiên, mức phí khá bát nháo giữa những đầu nậu. Trong một hội nhóm, một thành viên quảng cáo mức phí đổi tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng là khoảng 60.000 đồng trên 1 triệu đồng. Mệnh giá 100.000 đồng, phí đổi tiền là 55.000 đồng trên 1 triệu đồng, giảm còn 100.000 đồng trên 2 triệu đồng. Một tài khoản khác quảng cáo mức phí đổi tiền mệnh giá 20.000 đồng là 80.000 đồng trên 1 triệu đồng. Tiền mệnh giá 50.000 đồng có phí đổi 45.000 đồng trên 1 triệu đồng. Tiền mệnh giá 100.000 đồng có phí đổi 35.000 đồng trên 1 triệu đồng. Ngoài ra, nếu đổi từ 5 cọc trở lên, tiền mệnh giá 50.000 đồng có phí đổi 35.000 đồng trên 1 triệu đồng. Tiền mệnh giá 100.000 đồng có phí đổi 15.000 đồng trên 1 triệu đồng. Tiền lẻ từ 1.000 đến 2.000 đồng, phí lên đến 10% đến 20%. Đối với một số tờ tiền có số seri đẹp hay theo ngày sinh, thì mức phí đổi tiền này có thể cao hơn, dao động từ 30 đến 35%. Với tiền 50.000 đồng là hàng hiếm, nên phí đổi lên đến 350.000 đồng cho 100 tờ, tức 700%. Không chỉ có tiền mới nguyên đai nguyên kiện, được người bán giao là mới tinh, nguyên series được rút từ ngân hàng ra. Các loại tiền lướt, tiền đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới cũng được giao đổi. Loại tiền này phí đổi rẻ hơn khá nhiều so với tiền mới nên cũng được giao dịch khá nhiều. Đặc điểm của hoạt động đổi tiền online là thường giao dịch qua mạng xã hội. Khách hàng muốn đổi tiền có thể chuyển khoản từ 30 đến 50% tổng số tiền cần đổi, cung cấp địa chỉ sẽ có người đến tận nơi giao tiền mới và khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại. Một số chủ tài khoản còn giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận, song không ít người nhận về cọc tiền bị rút ruột lẫn tiền cũ, nát và thậm chí là tiền giả, thậm chí bị chiếm đoạt tiền cọc. Sốc, Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản lừa dân hút 500 tỷ nhưng nhận án nhẹ tình. Hóa ra thượng tầng Hà Nội nhúng tay, giam xếp tất cả để bảo vệ số phận chủ cuối. Thưa quý vị, vụ án hình sự xét xử những công dân bình thường và xét xử các đại gia, các quan tham, ai cũng nhìn thấy có sự khác biệt lớn. Đối với người dân thì bị kết án rất mạch tay, còn đối với những người có chức có quyền, có tiền rất nương tay. Nhân vật đại gia tiếu cày, ông Lê Thành Hạ, dù có nhiều điều tích cực nhưng cũng có lắm điều tiêu cực. Có thể nói rằng, sau lưng Tông Khàn là cả tầng tầng lớp lớp giới thượng tầng hậu thuẫn. Thậm chí vị đại gia này từng được tạc cả láng bùa thiêng. Vậy nên người dân chỉ cần cơ quan công tâm bình đẳng như dân thường mà thôi, không phải là đòi hỏi phải kết án các đại gia như Lê Thành Thạc rất nặng. Không phải như vậy, dân chỉ cần tự công bằng và số tiền lừa hàng trăm người dân đã để tính riêng vị đại gia này cũng cần phải được trả lại cho dân. Hơn nữa, lo tổng trọng cần phải khui sạch thế lực Hà Nội đang chống lưng và bao che loạt sai phạm tài đình của ông Hạt và Ánh Sáng. Sau rất nhiều chần chừ thì đến thời gian gần đây, cơ quan công an mới quyết định dứt khoát. Lẽ ra đã phải khởi tố ông Lê Thanh Hàn từ tháng 7 năm 2019. Thời gian ấy, công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và đã khám xét trụ sở công ty này tại bán đảo Linh Đàm và thu giữ nhiều tài liệu. Tuy nhiên, vào phút chót, giám đốc công an Hà Nội lại rút lui không dám động đến ông Lê Thanh Hàn. Mặc dù Trung tướng Đoàn Duy Khương từng là trợ thủ đắc lực cho Đại tướng Trần Đại Quang, nhưng cũng không thể vuốt mặt ngân nhiên đại gia điếu cày như vậy. Mặc dù vi phạm của ông Thàn rõ rành rành, ai cũng thấy, thế mà ông tướng không dám chạm. Từ đó đến nay, suốt 4 năm trời, vụ việc này gần như bế tắc và ai cũng sợ thân thế của đại gia điếu cày có những chiếc ô rất lớn. Tới nay, không chỉ người Hà Nội mà cả nước đang tò mò muốn biết đại gia điếu cày Lê Thanh Thản sắp tới sẽ xuất hiện ở tòa án Hà Nội theo cách nào. Ông sẽ đi hầu tòa trên xe Mercedes hay là một hãng xe sang nào đó, và cũng như mọi khi, ông sẽ ngồi trên xe sang và trên tay là điếu cày giản dị nhưng tôi phùng rột rạng. Ngoài ra, đại gia Lê Thanh Thản còn có một khối tài sản mà cũng là điều ông luôn tự hào hơn cả những chiếc xe Rolls Royce, đó là bài cơ của tổng trọng tặng ông Thản và doanh nghiệp của ông. Vì thế mà giới quan sát nhận định rằng một bài thơ có 4 câu này đã giúp đại gia Lê Thanh Thản vượt qua những thử thách khắc nghiệt của các cơ quan chức năng, thậm chí không một ai dám chạm vào ông, dù đã rõ ông Thản có dấu hiệu lừa đảo. Năm 2019, công an Hà Nội đã dự định khởi tố nhưng rồi công an không dám bắt ông và vụ án treo lại mãi. Nhưng giờ đây, có vẻ như cơ quan chức năng đã quyết tâm và dự kiến ngày 10 tháng 8 tới đây, ông Thản sẽ ra hầu tòa.
cô bị hầu tòa với ông Thản còn có 6 người khác là các quan chức các cấp khác nhau ở Hà Nội. Như quý vị đã theo dõi, tuần qua, báo chí viết ầm ĩ về đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bị khởi tố từ năm 2019, nhưng không ai dám bắt. Người ta bảo ông Thản có lá bùa vỗ bệnh. Cho dù ông Thản đã cho xây chui cả một tòa nhà chung cư 32 tầng với 438 căn hộ sai phạm nghiêm trọng đã kéo dài suốt hơn 2 năm mà không bị phát hiện. Những sai phạm của ông Thản ở Mường Thanh diễn ra dưới thời Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư Thành ủy. Thực tế, không chỉ riêng đại gia điếu cày vi phạm xây vượt tầng mà nhiều đại gia bất động sản khác cũng vi phạm. Ông chủ khách sạn này là đại gia thực sự, gặp phải ông Thản thì các cơ quan chức năng luôn bắt đầu ngao ngán và run sợ. Tới cả báo chí cũng chỉ nói khơi khơi và bài nào cũng phải khen một câu, ông Lê Thanh Thản là người có nhiều thành tích xuất sắc, đã xuất sắc rồi lại còn rất và xóa đói giảm nghèo, làm nhà xã hội dành cho người nghèo nhưng không nói cụ thể những dự án nào, chỉ nói chung chung thế thôi. Hiện nay, công việc của đại gia Lê Thanh Thản rất thanh thản. Hậu quả của những vi phạm đó, ông Thản bây giờ chỉ còn phải đàm phán với các bị hại, thống nhất phải đền bù bao nhiêu, mấy trăm tỷ ông cũng chi, và thế là xong. Có thể nói đây là cú đau nhất của ông Thản, nhưng đó chỉ là phần rất nhỏ của ông, vì tài sản của ông lớn lắm, có biết bao nhiêu dự án mênh mông và một chuỗi khách sạn Mường Thanh ở khắp cả nước và nhiều nước trên thế giới.